livestream để bây lập trình trong hố ha. Đây ba mặt này, đây ba mặt đang công suất là 150W ha, để cho phép mình đánh loa 4 tấc đơn, 3 tấc đôi. Đây có nguồn xung IC này dưới cái miếng nhôm này ha, IC T336 này ha. Ok, đây ngõ ra lo nè. Thì khi anh em mua mạch mình sẽ kèm dây kết nối này đủ hết. Dây kết nối với bình này, dây kết nối ngõ ra lo nè. Dây cắm nguồn điện 220, cái remote này đủ hết. Đây nguồn xung này ha. Nguồn xung này đủ công suất cấp cho mạch. Ví dụ như mình không có bình thì mình có thể chạy được điện trực tiếp 220V. Mình cắm vô phía trước này nè. Nó có chức năng là sạc bình luôn ha, sạc bình luôn. Đó. Sạc tự ngắt, sạc đầy tự ngắt. Cho nên anh em cũng không có lo sợ ha, nhiều anh em lo sợ là cắm vô sạc không biết nó có đầy, nó ngắt hay không. Đó. Đảm bảo với anh em là khi đầy, mức điện áp đầy nó tầm khoảng 13.8 của bình ắc quy, nó sẽ tự ngắt. Do vậy là mình cứ cắm sạc nguyên đơn để cho nó đầy bình. Nhiều anh em hỏi vừa cắm sạc vừa cắm xài vừa sạc được không? Vẫn được. Tuy nhiên là cái bình mình nó mau bị hư. Đó. Cái bình này nó có giá tiền trong cái thùng lo kéo nó không có rẻ ha, nó cũng chiếm một phần. Do vậy là bảo vệ được cái bình nó là sử dụng lâu dài là điều cũng rất là quan trọng ha. Đối với bình gia mạch này mình sử dụng bình 9Ah đến 12Ah ha. Vì như vậy nó chạy nó sẽ lâu ha, và nó đủ dòng để cấp cho mình ha. Còn số anh em hay dùng bình xe máy thì chưa đủ, hơi yếu. Kéo nó sẽ mau hư bình, lại không đủ dòng mà cái dòng nó rút là khá lớn. Bình nó phóng rất là mạnh, bình dở kiệt mau hư bình. Mấy anh em muốn sử dụng bình bền hơn thì mình cũng phải hiểu sơ qua, đảm bảo đúng kỹ thuật. Ok, đây là khói livestream này, khói livestream của phần mặt. Có 4 cái chất cắm ha. Đây thì số anh em mà chưa hiểu thì mình nói qua lay A, lay B. Thì một cái lay A này mình cắm một cái điện thoại để bắt Bluetooth ha. Nếu như mình bắt Bluetooth của mạch thì thôi khỏi ha, khỏi. Ok. Rồi cái lay B mình cắm với một cái điện thoại mình đỡ phát livestream Summit, mình đỡ sử dụng cái micro dắt 3.5 ly, monitor là dắt tai nghe ha, này von của tai nghe, thì mình chỉnh cái âm lượng này sao cho nó phù hợp để nó không quá lớn, lớn quá bên kia nghe khó chịu lắm ha, chỉnh cho phù hợp. Nay có cái phần eco này là phần eco dạng lập trình, thì nó khác với cái eco mà dạng trước đây dùng những con IC đã tạo eco BT2399 chẳng hạn, và nhiều eco khác nữa. Thì cái tiếng của nó sẽ mượt mà hơn rất là nhiều. Và nhờ cái lập trình này nó sẽ lập trình chống hú luôn ha. Này dạng lập trình. Rồi nó có thuật toán chống hú đầy đủ hết. Do vậy là mình ngồi kê gần loa mình không sợ hư lo. Nhất là cái loa chép ha. Nếu anh em nào mà đỡ hú nhiều loa chép sẽ hư trước. Loa chép hư nó sẽ kéo theo mạch nóng theo, dở hư hơn.
Thì do vậy là lo kéo là thường là phải chống hú hiệu quả cao, thì lúc đó mình ca mình ngồi gần lo nó mới thấy cảm thấy dễ chịu. Lo kéo là loại lo mà mình sẽ ca ngồi gần lo thôi, không thể nào mà cách xa 2 3 mét được. Ok chưa? Nên phần lo kéo mình luôn luôn nhấn mạnh là phải có chống hú. Hiệu quả cao thì lúc đó mình sử dụng nó mới thấy thoải mái luôn ha. Kè mà cứ hú đít ha. Khó kè lắm. Đây là dạng mạch DSP lập trình có chống hú. Echo. Nếu mà mình chỉnh giảm nhẹ echo xuống, giảm echo xuống thì nó ra cái tiếng của nó là gần giống như reverb. Số anh em nếu đã mua rồi thì chỉnh tự thử nghiệm lại ha. Mình cũng đã có video, một số video test về cái mẫu bo mạch này TB và số đó ha. Rồi đối với con IC TB TBA và số đó hai á thì cái tiếng của nó khá tốt ha, âm thanh chất lượng. Thì nếu như các anh em nào đã sử dụng qua thì cũng đã biết rồi ha, không giới thiệu nhiều nữa. Có chưa? Nó cho mình chỉnh được mid bass, mid chép. Mid bass, mid chép. Cả vôn guitar này ha. Hai cổng mid, một cổng guitar ha. Có công tắc led ha. Cả. Thì đối với cái mẫu bo này thì thông thường các anh em dùng cho thay thế cho những thùng lo mà 4 tấc ha, 4 tấc ha. Đó. Vẫn còn 51. Còn 51 từ 104 đánh mạnh luôn ha. Hay là dạng 3 tấc đôi, 3 tấc đôi. 3 tấc đôi còn 38 đánh một cặp đánh mạnh luôn, đánh căng luôn ha. Cơ này, kết cấu bên trong chắc chắn không? Quay cận cảnh luôn này. Thì kênh ở đây phần giới thiệu ha. Video test mình đã có video test trong video khác rồi ha. Đây ngõ ra lo nè, mình cũng nói thêm về cách kết nối. Đó, thì đối với lo đơn á thì mình kết nối bát trung chép vào một ngõ, lỗ trung lỗ chép và tụ là đủ rồi ha, không không phải cần qua phân tầng làm gì. Nhiều anh em cứ sợ mỗi lần phải qua bát trung chép là phải qua phân tầng, không cần ha, qua tụ là được, đây đúng kỹ thuật là được, đánh mạnh âm thanh hay là ok rồi ha. Còn đối với lo đôi thì mình lắp bốn bốn ôm thì mình lắp mắc nối tiếp, còn 8 ôm thì mắc song song. Nhưng mà cách mắc nào thì mình cũng phải đảm bảo phần công suất phù hợp với công suất của mạch. Mạch này là công suất của nó là 150 W ha. 150 W. Đây là ngõ vào của bình bình bên ngoài. Bình bên ngoài thì dùng cho dành cho xe hơi đó, lúc này mình chỉ cần cắm bên ngoài thôi đó. Không cần sạc thì bình trên xe hơi là nó đã tự sạc được rồi ha, mình không cần sạc, mình cắm bên ngoài đây. Bên này vô đường DC 12V nó tương đương với cái đường bình đó. Đường bình ắc quy này mình cắm bên trong, tuy nhiên nó sẽ không có đi qua cái mạch sạc đó. Nó không đi qua mạch sạc đó. Đây là khối boost áp, kích cho áp cao cho con IC này chạy đó. Thì những IC mà có boost áp thì nó sẽ đánh mạnh hơn đó. Áp cao thì nó lợi dòng đánh mạnh hơn đó. Có nhiều IC thì nó chỉ cần bình cấp trực tiếp vào thôi để chạy luôn, thì những mặt đó thì nó sẽ công suất nó sẽ không có lớn được ha. Đây là dòng mạch
TB-602 để bi lập trình chống hú có livestream ha. Đó, âm thanh là cực kỳ hay luôn. Ok chưa? Rồi mình kết thúc video giới thiệu đây ha.